khi chúng tôi đăng tải phóng sự phản ánh về tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, làm thu hẹp diện tích đất canh tác, khiến người dân thiếu đất để sản xuất, nguy cơ mất an toàn, an ninh nông thôn và nghiêm trọng hơn là tiềm ẩn những rủi ro từ biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã nhận được thêm hàng loạt phản ánh và bức xúc của nhân dân địa phương về việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để làm rõ những thông tin trên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với các cấp chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Theo phản ánh của nhân dân sinh sống tại thôn Hà Hương, xã Liên Hà gửi tới chúng tôi cho biết, tại xã Liên Hà không chỉ có việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khi chưa có quyết định cấp phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, mà còn có rất nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng khác trong quá trình dồn điền đổi thừa. Hơn nữa, người dân không được họp bàn cụ thể về kế hoạch dồn điền đổi thừa, cũng như sau quá trình dồn điền đổi thừa kết thúc, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà không công bố cho nhân dân được biết những phần diện tích đất còn lại bao nhiêu, sử dụng vào mục đích gì. Đi họp ra nhà văn hóa trả công bố là thôn mình còn thừa vào này, vào này. Không, ngày xưa bảo thừa thì đưa vào bao thầu. Thì bây giờ lấy ra bao thầu làm bao nhiêu cũng chả còn bao nhiêu không biết. Sau khi dồn điền đổi thừa, các cấp lãnh đạo của thôn cũng chưa có cái gì là họp để gọi báo cáo dân là chúng tôi đã chia ruộng đất cho dân sau khi dồn điền đổi thừa còn thừa hay là gia đình nào còn thiếu. Đấy, cũng chưa có vấn đề đấy. Nhưng mà cái chỗ diện tích thừa thì chúng tôi cũng chưa biết là ai là người sử dụng. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Sợi, trưởng thôn và bà Dương Thị Loan, bí thư chi bộ thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, đúng ra phải gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của pháp luật về đất đai, nhưng lại trực tiếp xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Đáng nói hơn, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà đã thể hiện rõ sự bao che cho bà Sợi, bà Loan bởi việc xây dựng làm trang trại trên đất nông nghiệp trong khi chưa có sự chấp thuận cũng như hướng dẫn cụ thể của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm trang trại tại xã Liên Hà. Và cách mà Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà xử lý đối với hai trường hợp này chỉ là lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm để chờ hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh trong việc chuyển đổi cây trồng và làm trang trại. Thế nhưng hiện nay trên thực tế, các công trình xây dựng này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động mà không hề bị xử lý. Sau khi dồn điền đổi thửa, một số hộ, kể cả trưởng thôn đến bí thư, làm một số hộ dân làm nhà trái phép trên ruộng đất 64 mà đào ao, nên là chúng tôi không chấp nhận. Đấy là đã kiến nghị đấy, làm đơn lên cấp xã, cấp huyện và các cấp rồi nhưng mà chưa thấy có ý kiến giải quyết gì cả. Chưa có vấn đề gì, chưa thấy đến phá dỡ và cũng đã có đơn thì cũng đã trả lời. Nhưng mà tất cả mọi vấn đề các mục trả lời với theo cái đơn tố cáo của người dân, của một số người dân thôn Hà Hương thì hoàn toàn là chúng tôi phản bác, không chấp nhận cái kết quả trả lời, kết quả xác minh trả lời đấy đúng. Hoàn toàn là sai hết, không đúng sự thật. Đối với diện tích 7.200m2 đất tại khu vực ven ngòi Hóp Tây, thôn Hà Hương được ông Lê Hữu Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà trả lời qua văn bản số 59 TB Ủy ban Nhân dân ngày 6 tháng 11 năm 2017 như sau. Năm 2015, khi thực hiện dồn điền đổi thừa, diện tích đó khó giao cho nhân dân nên đã để lại diện tích đó làm diện tích đất công ích. Diện tích đất công ích này nằm ngoài dự án trang trại của ông Hoàng Đức Trường, đến nay vẫn chưa được giao cho ai. Tuy nhiên, trái ngược với câu trả lời trên của ông Lê Hữu Hóa, hiện nay tại khu đất 7.200m2 trên đã mọc lên một chuỗi nhà hàng karaoke mang tên Bảo Minh Quán. Một người đàn ông tự xưng là chủ nhà hàng này đã cho biết thuê lại đất của Ủy ban Nhân dân xã để kinh doanh. Tôi là người thầu khu vực này, bao thầu khu vực này, ông hiểu chưa? Những vấn đề khuất tất không dừng lại ở đây. Ông Nguyễn Thế Phương, trưởng công an xã Liên Hà, không có địa chỉ thường trú tại xã Liên Hà, cũng bị tố sở hữu 3.122m2 đất nông nghiệp có nhiều vấn đề nghi vấn, mờ ám. Cụ thể, theo thông báo số 59 TB Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà ngày 6 tháng 11 năm 2017, trả lời người dân rằng nguồn gốc đất nông nghiệp của ông Nguyễn Thế Phương là nhận chuyển nhượng của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Suốt, trú tại thôn Hà Hương, xã Liên Hà. Trước đó có tổng cộng 27 hộ gia đình chuyển nhượng đất ruộng cho bà Suốt. Tại đây, người dân phát hiện ra rằng 27 hộ gia đình này đã có tới 2 hộ bị ghi thành 2 lần. Đó là hộ ông Nguyễn Văn Hồng chuyển nhượng 32m2 đất ruộng và hộ bà Phạm Thị Chiêu chuyển nhượng 40m2 đất ruộng. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng đã xác nhận với chúng tôi rằng không hề bán đất ruộng cho bà Suốt như trả lời của Ủy ban Nhân dân xã.
với hộ bà Trương Thị Duyên xác nhận chỉ bán 240m2 đất. Tuy nhiên, danh sách lại ghi thành 342m2. Điều kỳ lạ là riêng với bà Phạm Thị Chiêu do mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, chồng của bà Chiêu là ông Phạm Đình Hùng không đồng ý bán đất, nên việc gia đình nhà bà Chiêu nằm trong danh sách bán đất cho nhà bà Suốt là điều gần như không thể xảy ra. Chá bán 1m2 nào, làm ruộng giữ ruộng để thăm ăn, dân nông dân đi đâu được mà bán ruộng. Bán phải có giấy tờ, mua bán, trao đổi hai bên, ký kết, bên mua và bên bán. Ông dân vu khống bán sân thì không có. Sai, tiền tôi đây có 60 triệu, một có 240m2. Cũng đúng. Cái khanh nhẳng là bản thân tôi, hai người mẹ con xuống lấy tiền thì chị có được 60 triệu, 90 triệu một xảo. Người dân người ta không thỏa đáng thì đề nghị các cơ quan pháp luật có thẩm quyền đi vào cuộc xử lý. Chẳng hạn như trong này bà con người ta cảm thấy không thỏa đáng với cái việc này, chẳng hạn như là như đồng chí nói đấy, là kê khai cái hồ sơ sai của người ta thì yêu cầu là thanh tra cấp trên và kiểm tra xem cái việc mua bán này có đúng không, hay là cán bộ trong quá trình làm như thế lợi dụng cái việc đấy. Ai làm hồ sơ này sai, đúng không ạ? Cán bộ nào làm sai cũng đề nghị xử lý kỷ luật, chứ không mình không dung túng, không bao che cái việc đấy, kể cả mình sai mình cũng nhận kỷ luật trước đảng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau quá trình dồn điền đổi thửa lại xuất hiện nhiều điểm nghi vấn. Tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình bà Đàm Thị Thúy, sinh năm 1973, trú tại thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, có tên bà Phạm Thị Chi. Theo người dân nơi đây cho biết, bà Chi hiện đang là cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà và không thuộc hộ gia đình bà Đàm Thị Thúy. Lý do bà Chi gửi tên mình vào hộ khác là nhằm được cấp sổ đỏ để sau khi được cấp sẽ tách sổ. Để làm sáng tỏ những vấn đề nêu trên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ trực tiếp tới Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ phía chính quyền địa phương. Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử lý, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Liên Hà, xử lý nghiêm minh các trường hợp để xảy ra vi phạm theo pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong những phóng sự tiếp theo.